đấy nó chỉ các bạn nhé. Đây và các biết trên tay mình có hai quả đi nhé. Vâng, đây là quả quất này, còn đây là quả quýt. Đấy, đúng rồi. Đấy, đây đi, quả quýt này chua cực các bạn ạ. Vậy thì hôm nay mình sẽ quả quýt rồi đó. À, quả quất là mình cứ nhầm quả quất quả quýt nhỉ? Quả quất chua cực luôn. Đấy, làm tí nữa mình sẽ lừa với bọn trẻ trâu ăn quả quất này nhé các bạn. Rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bóc. Đi bóc đi. Bóc kiểu gì ấy? Bóc. Thì bóc đi. Rồi và mình bóc thì mình rồi. Và bây giờ mình sẽ bóc nữa là. Đấy. Bóc không tính nó lừa con trẻ trâu ăn. Đấy, còn nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tí nữa đi lừa nhá. Đây là quả quất. À đâu, quả quýt. Đây quả quýt. Nhầm hai quả này. Rồi.